chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ năm, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa diệt tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Vì chưng ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì được ích gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: Hôm nay Chúa Giêsu tuyên báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn người sẽ phải chịu. Bởi Chúa biết
Đây là thời khắc đỉnh điểm trong sứ vụ rao giảng tin mừng của người, phản chiếu trọn vẹn căn tính về đấng Mêsia, đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế, để cùng người tiến đến cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ một đức tin và tinh thần mạnh mẽ, như việc từ bỏ vác thập giá và theo người, để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cũng vậy, trong mùa chay này, mỗi Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên đường thương khó, ngang qua việc sống từ bỏ dần ý riêng của mình, kiên nhẫn lắng nghe lời góp ý hoặc chia sẻ từ người khác, và khiêm tốn đón nhận những trái ý xảy đến trong cuộc sống. Để qua đó, với cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra được ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc sống của mình, đó là chúng ta được gắn bó hơn với Chúa, được biến đổi lớn lên trong đức tin, hướng đến đời sống huynh đệ và bác ái với anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm đường khổ nạn và thập giá của Chúa, chúng con được mời gọi sống triệt để và tích cực với ơn gọi Kitô hữu bằng đời sống biết vâng phục và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Ngang qua những vị mục tử, các bậc ông bà cha mẹ và những người hữu trách của chúng con, xin ban ơn bình an của Chúa cho chúng con. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự sáng. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, tái xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cấy. Thân lạy Mẹ, chúng con còn trao e và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau cõi này, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng ngành mừng tôi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịn nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức nó đầy tràn hòa, lòng con yêu giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lạn, hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.